Văn Quyết thúc vào người trọng tài sắp nhận án phạt nặng. Đang đà thăng hoa, Hà Nội được dự đoán sẽ tiếp tục có được chiến thắng khi làm khách ở Bình Định vòng 7 V-League 2023. Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra khi đội bóng thủ đô để thua bạc nhược 1-3. Chưa dừng lại, câu lạc bộ Hà Nội còn sắp nhận thêm bất lợi lớn từ hành động thiếu kiềm chế của Văn Quyết. Theo đó, sau khi trận đấu giữa Hà Nội và Bình Định kết thúc, hai đội chuẩn bị bắt tay nhau thì Văn Quyết đã có hành động thúc cùi trò và người trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành phản ứng của đội trưởng hà nội khiến tổ trọng tài rất bất ngờ và trọng tài chính nguyễn mạnh hải nhanh chóng rút thẻ đỏ trực tiếp đối với văn quyết dù thời gian trận đấu đã kết thúc được biết tổ trọng tài đã có báo cáo về hành vi xâm phạm thân thể trọng tài của cầu thủ nguyễn văn quyết ngoài ra giám sát trận đấu và giám sát trọng tài của trận hà nội và bình định cũng đã lập biên bản để báo cáo lên vpf và vff sau hành vi không đẹp này của văn quyết một quan chức của vpf cho biết ban tổ chức V-League 2023 sẽ không bỏ qua hay nương tay với bất kỳ hành động phi thể thao nào từ các cầu thủ. Ban tổ chức giải đang thu thập đầy đủ chứng cứ và xem xét rất kỹ lưỡng, có thể sẽ có một án phạt nặng cho Văn Quyết bên cạnh tấm thẻ đỏ trực tiếp này. Nguyên nhân hành động của Văn Quyết có thể đến từ việc trợ lý của trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành có những tác động lên trọng tài chính để thổi 11m Hà Nội. Ban đầu trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xác định tình huống phạm lỗi giữa Rafenson và thủ môn Quan Văn Chuẩn ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã thay đổi quyết định và cho Bình Định hưởng quả 11 m ở phút 62. Rafenson sau đó dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1, khiến Hà Nội càng gặp nhiều bất lợi.